Mình chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo chân anh Tùng Vua Khỉ Miền Tây và em Cường đến quay cưa cây bạch đàn. Thì trời đang mưa, cây bạch đàn rất là trơn nên em Cường leo bằng cái thang để không mất sức. Mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Em Cường cũng đã leo lên bằng trên cây bạch đàn này. Ở bên dưới đây thì có cái vườn cây ăn trái đó, bưởi với lại su đủ dừa. Giờ vô mùa mưa bão nên quay không được đẹp gì rõ lắm, cả nhà thông cảm nha. Nãy cái cây bên đây em Cường đu qua bên cây bên đây rồi. Vô mùa bão bên thấy mặt trời không được rõ lắm này. Có lẽ là em cũng thấy
Bên đây anh Tùng cũng đang lên một cây bạch đàn cái bên. À, cũng có thể là em Cường sẽ bước sang cái cây kế bên ha. Tùng vừa cắt xong cái đọt của cái bạch đàn. Bên đây thì em Cường đã tìm một chỗ đứng rồi. Cái bị cây của em Cường cũng khá cao rồi.
đâu kéo được mà. Kêu bảo khó lấy ra đi. Kêu lấy cái máy cưa ra, lấy cái máy cưa đỏ ra. Ô. Cái máy chỉ bắt tôi gọi nói gì đây đi. Rồi em Cường bẻ như cái nhánh của cây bạch đạn rớp rớp. Nắm hai đầu rút lại cái một cũng hơn. Nắm hai đầu rút lại cái là xong rồi. Cái nhà của em Cường đứng đó gồm gồm có ba cái em đọt á, tỉa ra ba nhánh. Nhà bên đây thì anh Tùng buộc một cái sợi dây, cũng có lẽ là xuống dưới cưa luôn phần thân luôn. Chứ còn nó né không. Anh Tùng cắt thêm một đoạn không biết nữa. Mình đó vậy thôi. Em kèm cái nhánh lại bằng sợi dây đó.
Vì bên phía bển là cái vườn sầu riêng của hàng xóm nên nó không thể nào buông cái đọt xuống thẳng rớt xuống luôn. Phải buộc sợi dây và kìm cái nhánh xuống để xuống dưới gốc. Thì bên dưới cũng có mấy người hỗ trợ cho em Cường. Thì cũng đã chặt và kéo cho nó xuống rồi. Rồi mở dây rút dây dẹp tắm ơi. Rất là chính xác cả nhà, ngay trang cặp mé dưới đây luôn ha, không trúng một cây gì hết. Tùng sẽ cưa gốc Cường cũng đã cưa xong phần trên xuống dưới đất này, cái phần gốc này là anh Tùng sẽ cưa
phụ em Cường. Anh Tùng sẽ tiếp tục cưa thêm một cây nữa.
du khỉ miền Tây cũng đã cưa hạ những cây bạch đàn để cho chủ nhà làm củi. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.